Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hoài Channel. Và trong ngày hôm nay thì mình đang mang đến cho bạn một sản phẩm đồng hồ thông minh đến nhà Humi. Và trên tay mình chính là chiếc Amazfit GTR4. Một chiếc đồng hồ thông minh phải nói là rất nhiều tính năng chăm sóc sức khỏe này, đo nhịp tim này, nói chung là tất tần tật về những chỉ số mà anh em cần phải biết. Và đối với mình là một người chơi thể thao rất là nhiều, và mình cũng muốn biết rằng là những cái chỉ số khi mình chơi thể thao này, cụ thể như là số lượng calo mình đốt được này, thời gian mình tập là bao nhiêu, cũng như là trong thời gian đấy thì chúng ta đã có những vấn đề gì về sức khỏe hay không. Vậy nên tật những tính năng đấy thì trong ngày hôm nay hãy cùng mình đi xem rằng là chiếc GTR4 này sẽ có những điểm gì nổi bật nhé. Intro thôi. Ok, và như các bạn có thể thấy thì cái thiết kế của chiếc đồng hồ này trông rất là sành điệu, kiểu hơi classic một tí. Dành riêng cho anh em nào mà thích cái kiểu quý ông lịch sự lịch lãm thì đây sẽ một sản phẩm đồng hồ mà anh em cần phải sở hữu. Ngoài ra thì chúng ta còn có rất nhiều những cái màu mè có thể chọn như là màu xám này, màu đen cũng như là màu nâu. Thì trên tay mình đây hiện tại đang là màu đen. Và mỗi một màu đồng hồ chúng ta sẽ có một lựa chọn dây khác nhau. Như mình đeo ở đây đang là dây silicone, chúng ta có thêm dây da cũng là dây nylon nữa. Và rất nhiều những cái thiết kế khác như kiểu là 200 mặt đồng hồ để em phải tùy biến được theo sở thích của mình. Như mình ở đây đang chọn một cái mặt đồng hồ trông nó hơi classic, trông hơi quý ông một tí và theo cái phong cách của mình. Còn nếu anh em muốn kiểu trẻ trung hơn, năng động hơn, sporty hơn thì anh em hãy chọn cho mình những cái sản phẩm, những cái mặt đồng hồ nó phù hợp hơn nhé. Tiếp theo đến cái phần cảm giác của mình khi đeo và sử dụng thì cá nhân mình thấy thì cũng khá là vừa vặn vừa tay. Và đối với thiết kế chúng ta có màn hình AMOLED 1.43 inch, độ phân giải là 466x466 pixel và được bảo vệ bằng kính cường lực. Ngoài ra thì màn hình này hỗ trợ thêm chống chói dưới nhiều ánh sáng mặt trời, cũng như là được phù hợp thêm một cái lớp bảo vệ không bám dấu vân tay. Và chiếc đồng hồ đủ sáng để xem rõ ràng trong nhiều điều kiện này, ngay cả khi dưới nước. Và bạn có thể kích hoạt nó để có màn hình luôn nổi bật này, tùy chọn trên 200 mặt đồng hồ như mình đã bảo bên trên, và bao gồm hơn 30 mặt hình động. Và đáy đồng hồ thì làm bằng vỏ PC phun sơn bóng cao cấp này, bảo vệ và chứa cảm biến quang học SyncTrack BioTracker 4.0 PPG. Vậy nên các bạn yên tâm khi sử dụng chiếc đồng hồ này, chúng ta được sử dụng trong mọi môi trường này, chống lóe này, các bạn sử dụng rất là thoải mái, đeo rất vừa vặn. Tuy nhiên, cá nhân mình thấy thì đối với cả cái thiết kế như vậy thì sẽ phù hợp hơn với những bạn nào là con trai, nam giới hơn. Chứ còn nữ giới thì mình nghĩ rằng không quá phù hợp, khi mà thứ nhất là chiếc đồng hồ này khá là to, cũng như là cái dây đeo nó cũng không được nữ tính lắm. Vậy nên anh em nào mà muốn sử dụng thì quá là tuyệt vời rồi, còn nữ giới thì nên cân nhắc nhé. Và để mà sử dụng được chiếc đồng hồ này thì các bạn phải tải cho mình một app có tên là Zep ở trên điện thoại. Và cái việc rất đơn giản thôi, các bạn sẽ phải connect các quét mã QR cũng như chúng ta kết nối cái chiếc đồng hồ này trên chiếc điện thoại của chúng ta. Và tí nữa thì mình cũng sẽ show cho các bạn chi tiết về cách các bạn kết nối cũng như là các cái tính năng mà trên điện thoại có thể điều chỉnh được. Và các bạn lưu ý cho mình một vấn đề là chiếc đồng hồ này thì chúng ta không hề có Google Assistant, chúng ta chỉ có Alexa mà thôi. Vậy nên cái việc mà các bạn tải những ứng dụng thứ ba như của Spotify hay là những ứng dụng khác thì cũng không thể nào mà tải được nhá. Chúng ta chỉ có thể tải được những cái ứng dụng mà trên cái app Zep chúng ta cho phép mà thôi. Vậy nên đây cũng là một cái điều mà mình cảm thấy là nó hơi một chút lấn cấn một tí, nhưng mà không sao. Tất cả những cái app mà trên Zep thì chúng ta đều hỗ trợ những cái phần mềm như nghe nhạc này, chúng ta có thể thay đổi được mặt đồng hồ này, chúng ta có thêm rất nhiều tính năng khác, tí nữa thì mình sẽ show cụ thể cho bạn xem. Ok, và đầu tiên nếu anh em muốn kết nối chiếc đồng hồ thông minh của mình với điện thoại thì anh em phải tải cho mình cái app tên là Zep. Đó, đây, mình sẽ ấn vào cho anh em xem. Rồi ok, đây chính là giao diện chính của cái app Zep này. Và anh em thấy ở đây chúng ta thấy được rất nhiều những cái biểu đồ cũng như chỉ số sức khỏe. Và hiện tại thì mình cũng đang connect sẵn chiếc đồng hồ này rồi. Vậy nên thì đây mình sẽ nói qua đôi chút về cái tính năng bên trong này, chúng ta sẽ có những gì nhá. Thì đầu tiên chúng ta thấy được rằng là chúng ta sẽ đo được những bước chân theo ngày chúng ta và tổng số lượng calo chúng ta đốt trong ngày. Tiếp theo sẽ là mục mà đo được cái chỉ số lúc anh em đi ngủ. Thì đây mình ấn vào qua cho anh xem một tí. Thì ví dụ như tối qua thì mình đã ngủ được khoảng 8 tiếng 11 phút này. Rồi thì họ sẽ đo được cho mình xem là mình ngủ sâu trong bao nhiêu tiếng này, mình ngủ nông trong bao nhiêu tiếng, cũng như là mình có bị tỉnh giấc thời gian nào trong đêm hay không. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái đánh giá chung là thông thang điểm mình đang có 94/100. Thì nếu anh em mà có những chỉ số nó tệ hơn thì anh em chắc chắn phải đi khám sức khỏe, cũng cần một số những biện pháp mà để khắc phục được cái giấc ngủ của mình. Rồi, tiếp theo thì đây sẽ là một cái phần mà khá là tốt cho anh em nào mà thích tập thể dục này. Thì chúng ta sẽ có một mục gọi là Activities. Thì anh em vào đây chúng ta sẽ thấy được rằng là tổng số lượng thời gian anh em tập luyện thể thao, cũng như là cái số lượng calo anh em đốt trong thời gian tập luyện là bao nhiêu. Chúng ta có sẵn một số những cái tính năng như kiểu là thời gian này, session này, khoảng cách này và calo. Đấy, anh em sẽ để ý được theo dõi trực tiếp trên chiếc app Zep này luôn. Và tiếp đến nữa thì dành cho em nào mà hay phải làm việc nhiều này, học tập nhiều, thì anh em đo được cái mức stress của mình là bao nhiêu. Thì cá nhân mình thấy những tính năng này tuy là có thể anh em nghĩ rằng là nó không quá là cần thiết, nhưng mà nếu mà anh em kiểu muốn chú trọng hơn về sức khỏe của mình này, muốn biết được rằng hiện tại mình đang ở trong cái trạng thái như nào, thì họ sẽ có một số những cái recommend để anh em có thể khắc phục cũng như cải thiện được cái chỉ số sức khỏe của mình.
Thì cá nhân mình thấy thì cái việc anh em có thể theo dõi và cải thiện cái sức khỏe của mình là điều rất là tốt thôi. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có một số cái phần như kiểu là target setting. Anh em sẽ đặt ra những cái target theo ngày hoặc theo tháng để anh em có thể đạt được cái mục tiêu đấy. Thì đến một mức nào đấy mà anh em đạt được thì họ sẽ có một số những cái chúc mừng cho anh em, để anh em biết được rằng là mình đã thực hiện được cái mục tiêu trong ngày, trong tháng và trong năm của mình. Và ngoài ra thì anh em có thể chỉnh được một số những ưu khác như kiểu là gia đình này. Đấy, anh em chỉnh được thêm là cái mục tiêu của anh em là gì này. Rồi thì anh em có thể chỉnh được tên, thiết bị. Đấy, rất là nhiều những cái tính năng mà mình nghĩ rằng nó rất là phù hợp cho người nào mà hay hoạt động thể thao, mà đặc biệt là chú trọng đến sức khỏe của mình. Tiếp theo thì mình sẽ nói qua về chiếc đồng hồ này. Đối với chiếc đồng hồ này thì chúng ta, anh em thấy ở đây thì ngoài những cái chỉ số đo, thứ nhất là đo về nồng độ oxy trong máu này, đo về nhịp tim này, đo về sức khỏe ra, nói chung là nó cơ bản ra, hầu như chiếc đồng hồ thông minh nào cũng có. Thì ở đây mình thấy có một số những tính năng hay, như kiểu là anh em để xem được rằng là bây giờ mặt trời là mọc lúc mấy giờ và lặn lúc mấy giờ vào ngày hôm nay và ngày mai nó cũng như thế nào. Đấy, một tính năng mà mình cảm thấy rất là hay. Tiếp đến về một số mặt đồng hồ, như mình đã nói vừa nãy thì chúng ta có hơn 200 mặt đồng hồ anh em có thể tùy chỉnh được. Tuy nhiên thì để hiện thị ra 200 mặt thì anh em bắt buộc phải kết nối với điện thoại để anh em tải thêm về. Tuy nhiên thì trên mặt đồng hồ chúng ta chỉ có sẵn khoảng 10 mặt đồng hồ thôi. Rồi, và lý do tại sao mình nói chiếc đồng hồ này rất phù hợp cho anh em là dân thể thao, tại vì trên mặt đồng hồ chúng ta có một nút bấm riêng để hiện ra các cái nút hoạt động thể thao ngoài trời. Đây, ở dưới cái nút xoay thì anh em sẽ hiện ra một cái nút gọi là, nó hơi bằng phẳng, hơi khó nhìn một tí nhưng mà mình sẽ ấn cho anh em xem đây. Ấn vào thì anh em sẽ thấy được rằng là tất cả những cái workout nó đều nằm ở trong này hết. Chúng ta có outdoor running này, chúng ta có walking này. Đây, mình sẽ chỉnh để cho anh em rõ thấy nhé. Chúng ta có walking này, rồi thì outdoor cycling, đấy, đánh golf, anh em tập tạ, tập yoga, đi bơi, nhảy dây. Nói chung là rất nhiều chế độ khác mà anh em thể áp được thêm vào. Và cái tính năng này thì anh em sẽ thứ nhất là đo được nhịp tim trực tiếp, cũng như là đo được cái số lần rep anh em thực hiện cái bài tập thể thao của mình. Thì với một người mà như mình là hay tập gym này, tập thể thao này, đá bóng bóng rổ, thì cái việc mình quan tâm đến cái số lượng rep cũng như là thời gian mình hoạt động và cái tổng số calo mình tiêu thụ là bao nhiêu là rất quan trọng. Và chiếc đồng hồ Amazfit GTR4 này đã thực hiện rất là tốt những yêu cầu của mình. Và đó chính là những cái thông số, những tính năng cơ bản mà để anh em sử dụng để đo sức khỏe và thể thao của mình. Ngoài ra thì không số tính năng khác có thể kể đến như là cái One Tap Measuring. Thì đối với cái tính năng này thì một người anh của mình cũng đã review cho anh em một cái bài YouTube chi tiết rồi. Thì thay vì chúng ta phải đo từng chỉ số một như kiểu blood oxygen này, đo chỉ số heart rate hay là những cái chỉ số khác, thì anh em chỉ cần một lần chạm trong 45 giây thì anh em sẽ có một cái chỉ số sức khỏe nó tất tần tật luôn. Tiếp đến thì chiếc đồng hồ này còn có một cái tính năng nữa mình thấy khá là hay. Đó chính là cái việc anh em có thể tìm được chiếc điện thoại của mình bằng cách anh em ấn vào. Và ở đây thì anh em sẽ tìm được chiếc điện thoại của mình bằng cách là vibrating hoặc là anh em thể ringing. Đấy, thì là chiếc điện thoại của mình sẽ lập tức tạo ra một cái âm thanh để chúng ta có thể tìm được điện thoại của mình rất là dễ dàng. Nói chung là trong phân khúc khoảng gần 5 triệu đồng mà chúng ta đã có một sản phẩm đồng hồ rất chất lượng như vậy rồi, rất nhiều tính năng, rất nhiều những cái chỉ số sức khỏe để anh em có thể đo lường được, thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một chiếc đồng hồ gọi là cực kỳ phù hợp cho anh em để sử dụng, đặc biệt là anh em nào mà thích hoạt động thể thao. Và bên trên là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc Amazfit GTR4, một chiếc đồng hồ mà mang lại rất nhiều tính năng tiện ích dành riêng cho những anh em nào thích đam mê hoạt động ngoài trời này, thể thao này. Rồi thì anh em muốn có một cái lịch trình phù hợp cho hàng ngày thì đây sẽ là một chiếc đồng hồ cực kỳ phù hợp cho anh em. Tuy nhiên thì ở nữ giới mình nghĩ rằng ngoài cái tính năng là đo chu kỳ kinh nguyệt ra thì các tính năng còn lại cũng như về cái mặt đồng hồ cũng khá là to nên mình thấy thì không phù hợp lắm. Mà tuy nhiên thì nếu anh em nào như mình đã nói là thích hoạt động thì đây chắc chắn sẽ một chiếc đồng hồ cực kỳ phù hợp cho anh em nên lựa chọn. Và nếu anh em muốn tham khảo về giá bán cũng như những cái tính năng khác thì mình sẽ để link dưới phần mô tả để em tham khảo nhé. Và đừng quên lại một like, share và subscribe cho Hà Channel để không bỏ lỡ chương mục về công nghệ mới nhất đến từ bọn mình nhé. Peace out.